Đây là một chữ nộc hóa. Trong chữ nộc này thì có tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai mọi người ạ. Đây mọi người ơi, đây này, tùng này, cúc này, trúc mai, xuân hạ thu đông, tràn ngập những điểm rất là sum vầy, những tài nộc cũng như sự an khang thịnh vượng hội tụ đầy đủ trong tác phẩm chữ nộc này. Những cái bông cúc này được họa nên bởi những cái rung cảm sống động từ thiên nhiên và cái sự mở rộng của tâm trí của người nghệ nhân, nên là thể hiện những cái bông cúc thực sự là như đi vào thơ ca vậy mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh nhá. Đây là video tiếp theo của bức tranh chữ nộc anh em mình làm cho khách hàng thị tính. Video ngày hôm nay thì sau khi anh em mình tỉa tách xong thì anh em mình sẽ dùng lớp sơn nam để anh em mình nải lên những cái đường nét anh em mình đã tỉa nhá. Bây giờ mời mọi người cùng xem công đoạn và quá trình anh em mình hoàn thiện và bàn giao tác phẩm này cho khách hàng mọi người nhé. Tỉa bằng những người nghệ nhân của nhà mình đã thổi hồn vào cái chữ nọc hóa này. Đó, nó như thế nào thì sau khi nhà mình nải sơn thì nó sẽ làm nộ ra được những cái đường nét thổi hồn mọi người nhé. Tuần lọc này, đấy, ngà này, đấy, những cái sừng của con tuần lọc này, đấy, con đực và con cái này, những cái cánh hoa ám những cái ánh sáng màu sắc để thể hiện những cái cánh hoa cúc, đốt trúc rất là đẹp, rồi những cái tảng đá tảng núi nó đang dần dần nó hiện nguyên ra như thế này. Đó. Rồi, mừng quá. Những cái gì anh em mình thể hiện tâm huyết và bây giờ đã thành hiện thực rồi mọi người ạ. Đó, cái sự gửi gắm của khách hàng vào với Đỗ Tĩnh và với tâm huyết và cũng như là tầm nhìn của anh em mình thì kết hợp với những người nghệ nhân thì Đỗ Tĩnh đã hoàn thiện nên cái tác phẩm chữ nộc này. Khi anh em mình hoàn thiện xong tác phẩm chữ nộc này thì thực sự là rất là tuyệt vời. Đó, sự kết hợp giữa những nguyên liệu từ rừng và từ biển, từng với bàn tay khéo léo và trí óc sáng tạo của những người nghệ nhân đã thổi hồn nên một cái tác phẩm chữ nộc vô cùng là đẳng cấp này. Đó, mọi người hãy hình dung xem những cái đây bên này là một cây tùng. Đấy, cây tùng mai và trong này là trong chữ nộc. Đây là một chữ nộc hóa. Trong chữ nộc này thì có tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai mọi người ạ. Đây mọi người ơi, đây này, tùng này, cúc này, trúc mai, xuân hạ thu đông, tràn ngập những điểm rất là sum vầy, những tài nộc cũng như sự an khang thịnh vượng hội tụ đầy đủ trong tác phẩm chữ nộc này. Tại sao Đỗ Tĩnh này tư vấn cho khách hàng chơi chữ nộc? Đó là vì là còn đang ở mức tuổi trên 40 tuổi, còn đang làm ăn, còn đang chinh chiến ngoài thương trường thì chơi chữ phúc thì sau khi mình con cái thịnh vượng, con cái thì phát triển và thành đạt thì mình mới lên chơi chữ phúc. Còn bây giờ thì mình đang chinh chiến, đang gầy dựng, đang phát triển thì mình nên chơi chữ nộc. Đó là ý nghĩa của chữ nộc mọi người ạ. Đó. Thì mọi người trong chữ này, trong đây này anh em mình có tùng quốc trúc mai. Đó, mọi người hãy nhìn thấy thân cây trúc anh em mình sen mỗi cái đoạn trúc là một miếng ốc này, và sen lọng ở những cái mắt trúc này là những miếng ốc phối màu vào để thể hiện cái thân cây trúc, cũng như là đây này, những cành non được thể hiện nó sẽ rất là khôn. Rồi mọi người có thể nhìn thấy là cái sự thổi hồn của nghệ nhân họa lên cái bức tranh chữ nộc này, cái người họa lên bức tranh chữ nộc này để tả thành cái nét cắt nó rất là bay bướm, nó phe phẩy, rất là thướt tha, như kiểu đang đưa trong gió vậy mọi người ạ. Những cái bông cúc này được họa lên bởi những cái rung cảm sống động từ thiên nhiên và cái sự mở rộng của tâm trí của người nghệ nhân, nên là thể hiện những cái bông cúc thực sự là như đi vào thơ ca vậy mọi người ạ. Nó quá đẹp, nó thể hiện một cái bông cúc tuyệt vời. Đây là bông cúc vạn thọ mọi người nhé, cây cúc vạn thọ đó. Đó, cây cúc quá đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, những cái nghệ thuật của bức tranh này thì anh em mình có thể hình dung cái sự cầu kỳ trong kỹ thuật đã tạo nên cái sức hút thật là kiêu kỳ cho bức tranh này. Đó, một bức tranh đầy đủ hội tụ những cái kỹ thuật như sen lọng, rồi cắt những cái cây non, những cái cành non rồi cành già, nó đan xen nhau khúc khỉu, nó thể hiện cho những cái cây mai, cây tùng hàng ngàn năm tuổi, những cái gốc nó cực kỳ là già. Cái sự tưởng tượng của những người nghệ nhân đã tạo nên những cái đường nét bay bướm như thế này, nhìn nó đầy sức hút mọi người ạ. Đó, rồi xung quanh này anh em mình phần khung thì anh em mình khả những cái đường kim tiền kết hợp với lại những đường triện dây nho, rồi bốn xung quanh này anh em mình khả những cái chữ thọ nồng và đang được gắn kết với lại những cái đường nét rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển dẻo. Đó là những cái sợi dây nho, những cái chùm nho, những cái quả nho vô cùng đẹp mọi người ạ. Vâng, như vậy thì Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh vừa mới giới thiệu cho mọi người một cái tác phẩm có thể coi là kiệt tác đời đời cho khách hàng mọi người ạ. Một kiệt tác này chắc chắn sẽ không những làm hài lòng gia chủ mà hài lòng đến mọi thượng khách đến chơi nhà với gia chủ. Đó, sẽ tôn lên cái phần nghiêm trang, cái phần tôn trọng, cũng như là hiểu được cái người gia chủ đang mong muốn cái điều gì. Treo xong bức nọc này rồi, mọi người thấy là toàn bộ không gian này đều là những cái đồ ốc mà trước giờ nhà mình đã treo cho khách hàng. Đấy mọi người ơi, thì bây giờ có làm thêm một cái tấm chữ nọc này nữa, và càng ngày càng gấp tiến lên thì chữ nọc này là chất liệu cũng như là nguyên liệu ốc và kỹ thuật thì là làm cấp tiến lên, là hàng đẳng cấp hơn mọi người ạ. Đó, đây là những cái bộ tranh tứ quý, rồi câu đối mai, rồi cuốn thư đều là hàng như mình đã từng chế tác cho khách hàng. Đó, thì bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.